Xin chào các bạn, mình là Vinh Phú. Các bạn đang theo dõi tạp chí công nghệ TechMark với chuyên mục Tech Daily. LG vừa đăng tải đoạn video với câu hỏi: bạn muốn biết những điều gì về một chiếc smartphone lý tưởng? Và những câu trả lời trong đoạn video này tất nhiên cũng là lời gợi ý về các đặc điểm của chiếc smartphone mới nhất từ LG, có thể là LG G6. LG cũng xác nhận thiết bị này sẽ chính thức có mặt vào tháng 2 tới đây tại sự kiện MWC 2017. Dựa vào những gợi ý trong video, chúng ta có thể rút ra những đặc điểm sau đây sẽ có trên LG G6: viền siêu mỏng, mặt kính không sợ xước, chống nước, độ bền bỉ cao, chụp nhanh, lấy nét nhanh. Sự cố đứt các quang biển trong những ngày qua không chỉ gây phiền toái cho người dùng cá nhân, mà còn gây thiệt hại không nhỏ cho những người kinh doanh qua mạng và doanh nghiệp. Và không những thế, những người kinh doanh trên Facebook cũng là nạn nhân chịu thiệt hại nặng nề bởi sự cố này. Trước câu hỏi, vì sao người dùng đóng tiền đầy đủ hàng tháng nhưng khi gặp sự cố dẫn đến thiệt hại, nhà mạng không có chính sách đền bù thỏa đáng? Không hề có ISP nào ở Việt Nam đưa ra câu trả lời rõ ràng. Cơn ác mộng đứt cáp liên hoàn ở Việt Nam bắt đầu vào ngày 7 tháng 1 khi có thông tin tuyến cáp quang biển ABG gặp sự cố ở phân đoạn gần trạm cập bờ ở Đà Nẵng, khiến lưu lượng qua tuyến cáp này chỉ còn từ 15 đến 20%. Ngay hôm sau lại đến lượt tuyến cáp quang AG bị trò điện, dẫn đến sự cố gián đoạn đường truyền đi quốc tế. Và cuối cùng, tuyến cáp quang liên Á IA cũng chịu chung số phận. Đến nay thì cả 3 tuyến cáp quang biển AG, ABG và IA vẫn chưa hoạt động bình thường. VNPT cho biết phải đến ngày 23 tháng 1 hoặc chậm nhất là 7 tháng 2, Internet tại Việt Nam mới có thể trở lại như cũ. Nghe, đang hiện tới mát. Gì? Có thông tin về F8 hả? Ok. Xin lỗi các bạn. Những ngày qua đã có rất nhiều hình ảnh cũng như thông tin rò rỉ về siêu phẩm Galaxy S8 sắp được ra mắt. Và đến hôm nay, chính Samsung cũng đã gián tiếp tiết lộ hình ảnh về chiếc S8 này qua một đoạn video quảng cáo màn hình AMOLED mới của Samsung Display, công ty chuyên sản xuất màn hình thuộc tập đoàn Samsung. Người dùng có thể thấy hình ảnh của chiếc smartphone bí ẩn trong video gần giống với những hình ảnh tin đồn về S8 trước đây. Theo đó, sản phẩm không có phím hồng cứng, hai cạnh cong ở mặt trước giống hệt với những gì đã rò rỉ trước đó. Samsung chưa có bình luận gì về việc này, chúng ta sẽ phải chờ thêm một thời gian nữa để biết chính xác hãng điện tử đến từ Hàn Quốc này sẽ mang đến điều gì. Và cuối cùng, những thông tin hình ảnh rò rỉ về Nokia N8 vài ngày trước đây đã được đính chính là giả mạo. Hình ảnh được cho là của Nokia 8 với cấu hình mạnh xuất hiện trong clip lan truyền trước đây thực ra chỉ là sản phẩm mẫu vô danh do Qualcomm xây dựng để giới thiệu khả năng chụp ảnh của chip Snapdragon 835. Roland Wong, người đã sử dụng thiết bị này tại CES 2017, đã xác nhận thông tin trên Twitter. Câu chuyện tin đồn của Nokia 8 đã đến hồi kết, các fan của Nokia phải chờ thêm mới khẳng định được XMD Global có tung ra Nokia 8 cao cấp dành cho người dùng yêu thích chụp ảnh hay không. Và đó là những thông tin trong chuyên mục Tech Daily ngày hôm nay. Và nếu như các bạn có comment hay là chia sẻ thì hãy gửi cho chúng tôi thông qua tạp chí công nghệ TechMark. Hãy like và subscribe các bạn nha. Xin cảm ơn rất nhiều.